Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Kỳ ở trên YouTube. Và buổi tối hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 371 nhé. Tập này thì mình thu âm trước và phát công chiếu. Mọi người nghe chuyện thì giúp Phong một đăng ký kênh, một like video và một chia sẻ video nhé. Bây giờ thì xin mời anh em vào tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 371. Thời khắc này trong màn sương mù, không phải chỉ có bọn họ, 33 địa hình thức ban đầu cũng không phải tất cả con đường ánh sáng đều mở ra. Trên thực tế chỉ có vài ba con đường mà thôi. Cho nên không ngừng có tu sĩ thiên thần liên minh ở bên ngoài mạo hiểm tiến vào. Có điều số người lựa chọn tiến vào dĩ nhiên cũng không có nhiều. Trong đó có 2/3 chính là lựa chọn tiến vào đầu ánh sáng mạnh hạo bước vào. Mà người có can đảm tiến vào, tu vi đều không yếu, thấp nhất cũng là cổ cảnh hậu kỳ. Thậm chí còn có chuẩn đạo tiến vào, muốn tìm kiếm đồ vật bên trong truyền thuyết có thể giúp cho chuẩn đạo bất tử. Đồng dạng, cũng có không ít cường giả đạo cảnh lần lượt tiến vào theo từng con đường ánh sáng khác nhau. Cho nên, khi tiếng gào thét của Huyền Đạo Tử truyền ra, tất cả tu sĩ trong màn sương mù đều nghe được, trong lòng lập tức chấn động. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể cấp tốc bay đi. Hắn thu hồi chiến binh lại, niết bàn quả rơi xuống. Hai mắt hắn tràn ngập sắt, tràn ngập tơ máu, khí huyết toàn thân dần dần tăng lên. Phía sau Mạnh Hạo, thân ảnh vô hình kia vẫn luôn bám theo quan sát hắn, ở trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Đã lâu rồi chưa thi triển huyết yêu đại pháp. Mạnh Hạo lầm bầm, hai mắt càng hiện thêm nhiều tia máu, bay vọt đi. Bỗng nhiên phía trước hắn xuất hiện một thân ảnh nữ, thân ảnh tử vong đang lượn lờ. Gần như đã khiến vừa thấy được thân ảnh này, thì thân ảnh tử vong kia cũng chợt xoay người, phát ra tiếng gào thét, lao tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không hạ lạc ấn xuống người nó, mà nhóng một cái tiến đến sát người nó, tay phải biến thành màu máu, nâng lên vỗ vào thân ảnh kia. Thân ảnh kia chấn động, thân thể lập tức khô héo, ở trong nhà mắt liền trở thành tro bụi. Một cỗ khí tức màu xám tro bay ra, chui thẳng vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo khô héo hơn một chút, đối với thương thế cũng không có chút trợ giúp nào. Mạnh Hạo lắc đầu tiếp tục đi về phía trước. Không bao lâu thì bỗng nhiên cặp mắt hắn lóe lên một cái, thân thể nhanh như điện lao đi. Ở trong nhà mắt đã xuất hiện trước mặt một tên tu sĩ cổ cảnh. Tên tu sĩ này đã từng tham dự qua đợt đuổi giết Mạnh Hạo, sau đó thấy tình hình không ổn mới rời đi. Lúc này quay trở lại, hắn tỏ ra hết sức cẩn thận. Mạnh Hạo trong nhà mắt bay tới, tên này chỉ kịp biến sắc thì tay phải đỏ thẫm của Mạnh Hạo đã đặt lên đỉnh đầu hắn, hút mạnh một cái. Tên tu sĩ đang định hét lên thê lương thì đã bị Mạnh Hạo bóp miệng. Thân thể hắn mắt thường cũng có thể thấy được đang run lên, trở nên khô héo. Ở trong chớp mắt toàn bộ sinh cơ, máu thịt, tu vi cùng hồn phách của hắn đều bị Mạnh Hạo trực tiếp hút đi. Rất nhanh, người trong tay hắn đã trở thành thây khô, vừa bung ra đã hóa thành tro bụi. Sắc mặt Mạnh Hạo không còn tái nhợt nữa, hắn điếm môi một cái, hai mắt vẫn đỏ vằn như cũ, tiếp tục bay đi. Mạnh Hạo giống như là con sói trong đêm tối, vô thanh vô tức bay đi trong màn sương mù. Chỉ duy có cặp mắt màu đỏ và dao động khi thi triển huyết yêu đại pháp đã trở thành dấu hiệu duy nhất. Không có tiếng hét thảm nào truyền ra, đối tượng Mạnh Hạo lựa chọn đều có tu sĩ cổ cảnh. Huyết yêu đại pháp vận chuyển, thân thể Mạnh Hạo từ từ khôi phục. Cái loại khôi phục này tuy rằng không bằng lúc trị thương ở trên bia mộ, nhưng mà mục đích của Mạnh Hạo chỉ là để cho cảnh giới vĩnh hằng khôi phục lại mà thôi. Chỉ cần cảnh giới vĩnh hằng khôi phục lại vận chuyển, hắn sẽ có thể tự trị thương, nhanh chóng khôi phục lại tu vi. Một đường không ngừng hấp thu. Phía sau Mạnh Hạo, thân ảnh mơ hồ trong sương mù kia vẫn gắt gao theo sát. Hắn theo tượng, hắn đang tìm thời cơ, tìm một khắc sơ hở chí mạng của Mạnh Hạo để tiến hành đoạt xá. Hắn không thấy được hình ảnh Mạnh Hạo đánh giết chết lão bà, không thấy được Huyền Đạo Tử truy kích, nhưng hắn có thể cảm nhận được khí tức hung tàn từ trên người Mạnh Hạo phát ra. Nhất là khi thi triển huyết yêu đại pháp, khí huyết tràn ngập, khiến khát vọng đoạt xá trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt hơn.
Cả đời tham lăng ta mang đại khí vận trên người. Hồi nhỏ ta cùng người khác đối địch, lúc tưởng chừng như sắp bị giết chết, thì có một hòn đá từ ngoài không gian rơi xuống, đập chết đối phương. Thế ta đi ra ngoài, chưa bao giờ sẽ về tay không. Cả đời này cũng chưa từng đi tới nơi nào mà không gặp bảo vật. Cả đời ta tu hành vô cùng thuận lợi, đạt đến trạng thái đỉnh phong. Duy chỉ có gặp qua một người, một tên chết tiệt, một tên vô cùng đáng chết. Trừ hắn ra, không còn bất kỳ một người nào khác có thể áp chế ta. Cho dù là bị phong ấn ở nơi này thì cũng chỉ là tạm thời, không thể vĩnh viễn. Tên trước mắt này chính là lễ vật tốt nhất mà trời cao ban tặng cho ta. Thân ảnh trong màn sương mù lầm bầm, vẻ tham lam trong mắt càng thêm mãnh liệt hơn. Nhưng mà hắn cũng không có tùy tiện hành động. Sau một kích không được như ý trước đó, hắn vẫn luôn đi theo chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Mạnh Hạo thì vẫn đang tiến hành giết chóc. Tu sĩ chết trong tay hắn đã khoảng mười mấy người. Trong khi Mạnh Hạo đang đặt tay lên đỉnh đầu một tên tu sĩ toàn được hấp thu, bỗng nhiên lông tơ toàn thân hắn chợt dựng ngược, rồi không quản hấp thu tu sĩ này, thân thể cấp tốc lùi về phía sau. Gần như là ngay khi hắn lùi về phía sau, từ trong màn sương mù đột nhiên thò ra một bàn tay dài màu đen đầy lông lá. Tốc độ bàn tay này cực nhanh, ở trong chớp mắt đã bắt được tên tu sĩ đã bị Mạnh Hạo hút mất một nửa kia, mạnh bóp một cái. Tu sĩ này phát ra tiếng hét thê lương, rồi nhanh chóng bị lôi vào trong sương mù. Ngay sau đó, những tiếng nhai chóp chép tiền vang lên. Đói bụng, đói bụng. Một giọng nói ồm ồm từ trong sương mù truyền ra, xen lẫn với âm thanh của xích sắt. Mạnh Hạo nhanh chóng lùi về sau, ánh mắt lộ hoảng sợ. Hắn mơ hồ cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng từ trong sương mù này. Sau một lúc lâu, khí tức kia biến mất, giọng nói ồm ồm cũng đã đi xa. Mạnh Hạo liếc nhìn tu sĩ xung quanh, càng thêm kiêng kỵ đối với màn sương mù này. Kế tiếp hắn lại tiếp tục tìm kiếm tu sĩ thiên thần liên minh hấp thu. Thời gian dần trôi, ở trong quá trình không ngừng hấp thu, hắn lại gặp được bàn tay to lớn kinh khủng kia ba lần, ở trong đó có một lần vô cùng nguy hiểm. Mạnh Hạo càng thêm cẩn thận, cho đến khi hắn lại hấp thu một cường giả cổ cảnh nữa. Ở trong cơ thể điền ầm một tiếng, hai mắt hắn lập tức sáng ngời như ánh lửa. Cảnh giới vĩnh hằng trong cơ thể hắn rốt cục cũng đặt từ trong khô kiệt lần nữa thức tỉnh, chậm rãi vận chuyển, bùng phát sinh cơ cùng với lực lượng khôi phục. Mạnh Hạo dừng lại, ánh mắt đỏ như là máu tiêu tán. Thường thế trong cơ thể đang nhanh chóng khôi phục, cũng trong một chớp mắt này, chợt có một luồng thần thức từ phía trước phóng đến. Mạnh Hạo nhanh chóng lùi về sau, nhưng mà thần thức này còn nhanh hơn, ở trong khoảnh khắc đã bao trùm, quét qua người hắn. Ngay sau đó một luồng thần thức đột nhiên ngưng tụ, toàn bộ đều tập trung trên người của Mạnh Hạo. Thì ra người cũng ở đây. Thanh âm già nua vừa truyền ra, thì một cỗ uy áp kinh người từ phía trước cũng ầm ầm ập tới, khiến cho màn sương mù cùng bị giạt sang hai bên. Đồng tử Mạnh Hạo co mạnh lại, uy áp này còn mạnh hơn cả đạo chủ. Hơn nữa Mạnh Hạo còn rất quen thuộc đối với nó. Đây chính là lão già thiên thần liên minh lúc trước đang ngăn cản hắn rời đi kia. Mạnh Hạo biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của người này. Cho dù thương thế hắn hồi phục toàn bộ, trở về trạng thái đỉnh phong, thì kết quả vẫn là như vậy. Hắn không có nửa điểm chần chờ, lập tức hóa thành đại bàng màu xanh bay về phía sau. Nhưng uy áp kia lại như một mũi tên nhọn gào thét xuyên qua màn sương mù, gắt gao truy kích hắn. Trên thực tế nếu không có màn sương mù này tồn tại, thì lão già đuổi kịp Mạnh Hạo chỉ là trong nháy mắt. Ngay khi Mạnh Hạo vừa lui về phía sau, ở một hướng khác, Huyền đạo tử rốt cục cũng đuổi tới. Trong mắt hắn tràn ngập sát khí, vì truy tìm Mạnh Hạo trong màn sương mù này, hắn đã không tiếc triển khai bí pháp mới khóa được mục tiêu. Nhưng mà cái giá phải trả lại chính là hy sinh không ít sinh cơ và thọ nguyên của bản thân. Lúc này hắn chỉ còn lại có da bọc xương, khí tức cũng trở nên hư nhược, nhưng mà tu vi cũng không bị giảm xuống. Mạnh Hạo, lần này ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Huyền đạo tử gầm nhẹ, rồi lao thẳng tới Mạnh Hạo nhanh như chớp. Mạnh Hạo biến sắc, hắn có thể đấu pháp với Huyền đạo tử một phen, nhưng cỗ uy áp còn mạnh hơn Huyền đạo tử kia, khiến cho Mạnh Hạo vô cùng kiêng kỵ. Hắn đang định cắn răng tiếp tục bỏ chạy, thì bỗng nhiên từ nơi truyền ra cỗ uy áp kia chợt vang lên một tiếng gầm,
Ngay sau đó, không ngờ đã có tiếng đánh nhau truyền tới. Ở trong tiếng gầm rú đánh nhau hỗn loạn, còn xen lẫn một giọng nói ồm ồm. Đói bụng, đói bụng. Ngoại trừ thanh âm này, còn có tiếng xích sắt chạm nhau loảng xoảng. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn biết lão già cường hãn của thiên thần liên minh kia đang gặp thứ gì. Thần thức đang khóa chặt Mạnh Hạo, giờ khắc này cũng thu lại. Nhưng sát cơ của Huyền đạo tử đã thay thế luồng thần thức kia, khóa Mạnh Hạo lại, rồi giết về phía hắn. Ánh mắt Mạnh Hạo hiện lên vẻ lạnh lùng, chợt xoay người vung tay một cái, căn nguyên thần hỏa bạo phát, điên sơn phủ xuống, đối kháng với Huyền đạo tử. Sau tiếng nổ vang, khóe miệng của Mạnh Hạo tràn ra máu tươi, đang định mượn lực phản chấn đuôi về phía sau, nhưng Huyền đạo tử bên kia chợt truyền tới lực hút, khiến cho Mạnh Hạo mượn lực thất bại. Sớm đã dự liệu được người sẽ thư thế, Huyền đạo tử cười lạnh, bạo phát ra căn nguyên thời gian. Thân ảnh hắn liền trở nên mơ hồ, như đi trong dòng sông thời gian. Mạnh Hạo biến sắc, lập tức triển khai bộ pháp. Hai người dùng phương thức thể hiện ra đạo pháp thời gian đối kháng nhau, khiến cho sương mù xung quanh chấn động, mơ hồ ngưng tụ thành một cái lốc xoáy. Lốc xoáy càng ngày càng lớn, cho đến cuối cùng ầm ầm nổ tung. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể cấp tốc lùi về xa. Khóe miệng Huyền đạo tử cũng tràn ra máu tươi. Ở trong quá trình hắn không ngừng truy kích cũng đã bị thương, nhưng một lúc này hai mắt lại tỏ ra kích động, tim đập rộn lên. Ở một khắc kia vừa rồi, căn nguyên quán sao động vô cùng mãnh liệt. Thời khắc này thấy Mạnh Hạo lại muốn chạy trốn, ánh mắt hắn liền hiện lên vẻ lạnh lùng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Các vị đạo hữu nơi này, lão phu Huyền đạo tử xin hãy giúp ta ngăn cản Mạnh Hạo, hễ gặp được hắn lập tức kêu lên. Nhất Huyền tông lão phu tất có trọng thưởng, nguyện tặng một món bào khí chuẩn đạo. Huyền đạo tử biết Mạnh Hạo giàu hoạt, một khi chạy trốn sẽ không dễ tìm được, nên lúc này hắn không tiếc đưa ra trọng thưởng để những người khác tương trợ ngăn cản. Thành âm hắn dùng tu vi truyền ra, vang vọng khắp phiến thế giới này, khiến cho những người tiến vào nơi này đều nghe được. Mọi người lập tức động lòng, chuyện này so với việc đánh chết Mạnh Hạo hiển nhiên đơn giản hơn rất nhiều. Gặp được hắn chỉ cần hô lên là được. Nếu như Huyền đạo tử truyền âm lại xác nhận, thì sẽ có thể thu được một món pháp bảo chuẩn đạo. Mọi người không ngừng động lòng. Sắc mặt Mạnh Hạo trở nên âm trầm, cấp tốc phóng về phía trước. Nhưng mà rất nhanh, tại màn sương mù phía trước liền có một bóng người thoáng hiện. Hai người cách nhau một đoạn lập tức chạm trán. Đó là một tên tu sĩ cổ cảnh. Vừa nhìn thấy Mạnh Hạo, lập tức mừng như điên, hét lớn một tiếng. Mạnh... Hắn mới hô lên được một chữ. Mạnh Hạo đã nhanh như chớp lao tới, vận chuyển huyết yêu đại pháp, bàn tay đặt lên đỉnh đầu tên tu sĩ. Thân thể tên này run lên đầy bầy, khí huyết sinh cơ, tu vi, hồn phách lập tức bị Mạnh Hạo hút đi toàn bộ. Nhưng mặc dù như vậy, hắn vẫn kịp hô lên được một chữ. Huyền đạo tử cách đó không xa, không một chút chần chờ lập tức lao tới. Thậm chí một số cường giả xung quanh cũng nghe được một tiếng hô mà tới. Sát cơ trong mắt Mạnh Hạo tràn ngập, đang định lùi về phía sau, thì bỗng nhiên trong màn sương mù đã có một thanh âm vừa tỏ ra lo lắng, vừa ẩn chứa vẻ lu vô mừng, hô lên vang vọng. Mạnh Hạo ở nơi này. Tiếng hô này cách vị trí Mạnh Hạo khá là xa. Sau khi truyền ra, những người đang vọt tới chỗ Mạnh Hạo lập tức ngừng lại. Huyền đạo tử cũng nhíu mày chần chờ. Cùng lúc đó, lại có một tiếng hô khác truyền ra. Hắn ở chỗ này, mau tới đây, hắn ở chỗ này. Ta thấy Mạnh Hạo rồi, hắn đang ở chỗ này. Tại một khu vực truyền ra tiếng hô lúc trước, lại có một tiếng hô khác truyền ra. Huyền đạo tử cắn chặt răng một cái, xoay người đổi hướng bay đi. Mạnh Hạo sừng sốt, hắn lập tức ý thức được có người đang giúp mình. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức lặng lẽ lui về phía sau. Nhưng mà rất nhanh hắn đã dừng lại, nhìn về hướng bên cạnh. Ở đó hắn cảm nhận được một luồng dao động quen thuộc. Dao động này phát ra không hề che giấu, nhanh chóng đến gần. Hàn Thanh Lôi. Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng. Cùng lúc đó thân ảnh Hàn Thanh Lôi đã hiện ra, cách Mạnh Hạo mấy trượng, hai người đối mặt nhìn nhau. Đa tạ. Mạnh Hạo lập tức hiểu ra hết thảy, hắn sâu sắc nhìn Hàn Thanh Lôi, ôm quyền cúi đầu. Hàn Thanh Lôi nhìn Mạnh Hạo, ở trong mắt cũng lộ ra phức tạp. Mạnh Hạo trước mắt hắn còn chật vật hơn khi ở Như Phong giới, thương thế rất nặng không nói, ở trên người còn đầy vết thương, khuôn mặt mệt mỏi. Cái tình trạng này không phải chỉ dùng đan dược trị thương có thể khôi phục, mà cần có thời gian. Nhưng cùng với vẻ phức tạp trong mắt,
Hàn Thanh Đồi còn cảm thấy kính nể Mạnh Hạo. Ở trên đường chạy tới đây, dĩ nhiên hắn đã được nghe nói về chiến tích của Mạnh Hạo, giết vô số người thiên thần liên minh, trong đó còn có rất nhiều đạo cảnh. Hết thầy điều này khiến cho cái tên Mạnh Hạo rất nhanh đã được truyền khắp thiên thần liên minh. Hàn Thanh Đồi nhìn về phía Mạnh Hạo, ở trên mặt lạnh lùng như cũ, hờ hững lên tiếng. Người không cần cảm tạ ta. Bất kỳ một người nào không phải là danh sách đều không có tư cách giết chết người trước ta. Ta cứu người không phải là vì ngươi, mà là vì chính ta. Cho nên thu lòng biết ơn của ngươi lại đi. Hàn Mỗ không cần, cũng khinh thường nó. Ngươi cũng không có tư cách cảm tạ ta. Ở trong đất trời này không ai có tư cách cảm tạ ta. Ta chính là ta, là Hàn Thanh Đôi, mà sau này chắc chắn là vô địch thiên hạ. Giữa ta và ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến sống còn. Tới lúc đó ta sẽ đích thân đánh bại ngươi. Hàn Thanh Lôi chắp tay sau lưng, hất cằm lên, từ trên cao nhìn xuống, khí thế như đại hồng thủy, ngạo nghễ nói. Mạnh Hạo thở dài. Đối phương tới cứu hắn, hắn ghi nhớ trong lòng. Nhưng mà nhìn bộ dáng kiêu ngạo vô biên của Hàn Thanh Lôi kia, hắn không nhịn được lên tiếng. Thực ra nếu ngươi không nói chuyện theo kiểu muốn ăn đòn như vậy, chúng ta có thể trở thành bạn tốt. Mạnh Hạo vừa nói ra lời này, Hàn Thanh Đồi lập tức biến sắc, trợn mắt hung hãn nhìn Mạnh Hạo. Nhưng mà vừa nghĩ tới chiến tích Mạnh Hạo tại thiên thần liên minh kia, thì trong lòng hắn không khỏi bội phục. Nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên ném ra một cái vòng tay được Mạnh Hạo tiếp lấy. Đeo nó trên người, thân thể ngươi sẽ trở nên hư ảo, khí tức cũng sẽ được che giấu không ít. Ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi thiên thần liên minh. Mạnh Hạo liếc nhìn vòng tay, rồi như nghĩ tới điều gì đó, bỗng nhiên lên tiếng. Ngươi là tu sĩ đệ bát Sơn Hải, hẳn phải biết được thủ đoạn tìm kiếm của thiên thần liên minh. Trên người ta hẳn là bị người nào đó lạc ấn, nếu không sẽ không có khả năng luôn bị tìm được. Mạnh Hạo nhìn Hàn Thanh Lôi, ở bên tai hắn truyền đến một loạt tiếng sấm từ trong màn sương mù truyền tới. Lạc ấn sao? Hàn Thanh Lôi trầm ngâm, tay phải vỗ túi chú vật, lấy ra một cái ngọc giản quan sát, sau đó ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo. Đại trưởng lão thiên thần đạo có thức huyết pháp sở trường, dựa trên cơ sở máu ở trên người sẽ lây dính khí tức ngũ tạng. Cho nên chỉ cần có được một giọt máu tươi của ngươi, liền có thể cảm nhận được sự tồn tại của ngươi. Ngươi đã nghi vấn như vậy thì hẳn là nguyên nhân này rồi. Hẳn là đại trưởng lão của thiên thần đạo kia đã thi triển thức huyết tầm trung pháp đối với ngươi. Nói vậy sẽ có một chút phiền phức. Hàn Thanh Lôi nhíu mày. Bất kỳ pháp thuật gì đều có biện pháp phá giải, chỉ cần biết được căn nguyên liền dễ làm. Mạnh Hạo nghe vậy liền suy tư một lát, sau đó cười nhạt, tay phải nâng lên vỗ ngực một cái. Lập tức căn nguyên thần hỏa ầm ầm thiêu đốt trong cơ thể hắn, ngọn lửa tràn ngập toàn thân. Không ngờ hắn lại là đang thiêu đốt tất cả máu tươi trong cơ thể mình. Loại thiêu đốt này thống khổ không tưởng tượng nổi, đốt cháy toàn bộ máu huyết toàn thân trong nháy mắt, khiến cho thân thể không còn máu huyết. Nếu là đổi là thường nhân, ở trong nháy mắt này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù là tu sĩ cũng không có kiên trì được bao lâu. Sắc mặt Mạnh Hạo nhanh chóng tái nhợt. Ở trong chớp mắt, theo máu huyết trong cơ thể chuẩn bị thiêu đốt tan hết, thân thể hắn liền trở nên tái nhợt vô cùng. Sau đó tu vi hắn tràn ra, cùng với lực lượng tu vi dùng thân thể cường hãn lần nữa kích thích thân thể, tạo ra máu mới. Bất kể là đau khổ hay là độ hung hiểm trong đó đều vô cùng kinh người. Cho dù là Hàn Thanh Lôi thì cũng bị cái thủ đoạn tàn nhẫn của Mạnh Hạo khiến cho khiếp sợ. Hắn nhìn sắc mặt Mạnh Hạo đang dần dần hồng lên, khí tức sinh mạng dần dần khôi phục, không khỏi hít sâu một hơi, thầm nói với mình: sau này tốt hơn hết là không nên trêu chọc cái tên Mạnh Hạo này đi. Tinh lọc máu huyết toàn thân, khiến cho máu cũ tiêu tán, máu mới xuất hiện. Dùng loại phương pháp này, Mạnh Hạo không biết có thể giải trừ pháp thuật của đối phương hay không, nhưng đây chính là biện pháp khả thi duy nhất lúc này Mạnh Hạo có thể nghĩ tới. Vẫn còn phải chờ Hàn huynh trợ giúp một chút. Mạnh Hạo vừa dứt lời liền vung tay một cái, lập tức chỗ máu cũ đang bị đốt cháy kia tụ lại hơn 10 giọt trong lòng bàn tay hắn. Đã biết. Hàn Thanh Lôi gật đầu, phất tay ra hiệu. Lập tức xung quanh hắn xuất hiện hơn 10 thân ảnh, mỗi người đấy đi một giọt máu tươi, lại một lần nữa biến mất, cấp tốc rời đi. Lúc này Mạnh Hạo mới đeo cái vòng tay kia lên,
Thân thể từ từ mờ dần, hắn nhoáng lên một cái, xuất hiện ở bên cạnh Hàn Thanh Lôi, giả như là tùy tùng vậy. Hàn Thanh Lôi liếc mắt nhìn Mạnh Hạo, ho một tiếng. Lúc này hắn đang vô cùng sảng khoái, nhưng hắn cũng biết điều không nói, điều gì không nói. Cất bước ngồi trên chiếc ghế bằng xương trắng, bay thẳng vào trong màn sương. Hắn muốn rời khỏi chỗ này, không lưu lại nữa. Xung quanh hắn bao gồm cả Mạnh Hạo ở bên trong, có hơn 10 thân ảnh mơ hồ biến ảo cũng bay về phía trước. Cùng lúc đó, ở bên trong màn sương mù, thân ảnh kia vô hình trong nhà mắt liền lóe đến ánh sáng màu máu. Thân thể được ta nhìn chúng, sao có thể để cho người rời đi như vậy chứ? Ánh sáng đỏ trong mắt hắn sáng lên lấp lánh, ở trong miệng liền đầm bầm niệm chú ngữ cổ xưa. Chú ngữ này vừa truyền ra, ở trong màn sương mù bỗng nhiên có một tiếng gầm mạnh truyền tới. Tiếng gầm như đã sấm truyền khắp bốn phương tám hướng. Đói bụng, đói bụng. Thanh âm truyền ra, ẩn chứa về phẫn nộ và không cam lòng, rồi dần dần đi xa. Theo đó, sương mù nơi này không ngờ cũng nhanh chóng tiêu tán. Giống như là màn sương mù này chỉ vì tồn tại kinh khủng mà sinh ra vậy. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, ở trong thiên địa đã không còn một chút sương mù nào nữa, khiến cho gần trăm tu sĩ nơi này toàn bộ đều thấy được đấy nhau. Lão già thiên thần đạo có tu vi kinh khủng kia chính là người có tu vi cao nhất ở nơi này. Hắn hô hấp dồn dập, quay đầu nhìn về phía xa. Vừa rồi ở bên trong màn sương mù, hắn đã chạm trán với thân ảnh vô cùng khổng lồ. Hai người đã giao đấu với nhau liên nhiều hiệp, vô cùng hung hiểm. Mọi người đều trở nên cảnh giác nhìn nhau, cũng nhìn thấy Hàn Thanh Lôi giữa không trung đang muốn rời đi. Mạnh Hạo đang ở bên cạnh Hàn Thanh Lôi. Đối với màn sương mù đột nhiên biến mất này, trong lòng hắn trầm xuống, thầm hô không ổn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa cách mình không xa. Lúc này nếu hắn nhân cơ hội trốn ra, không phải là không có khả năng. Nhưng một khi hắn đã chạy đi, Hàn Thanh Lôi sẽ đền bại lộ là đã giúp hắn. Hơn nữa nếu Mạnh Hạo rời đi như vậy, không có thân phận thích hợp, vẫn không cách nào trốn ra khỏi thiên thần liên minh. Huyền đạo tử bỗng nhiên phóng thần thức vào đám người, nhưng mà lại không thể tìm ra được Mạnh Hạo. Hắn nheo cặp mắt lại, hừ lạnh, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Thanh Lôi. Về mặt Hàn Thanh Lôi vẫn như thường, giữ vững tốc độ bay về phía cửa ra. Hai mắt Huyền đạo tử lóe lên, lập tức bay ra, trong chớp mắt đã ngăn cản phía trước Hàn Thanh Lôi. Hàn đạo hữu, vì sao phải vội vã rời đi như vậy chứ? Huyền đạo tử nhìn chằm chằm Hàn Thanh Lôi, đột nhiên lên tiếng. Hàn Thanh Lôi bình tĩnh, lạnh lùng nhìn Huyền đạo tử, bỗng nhiên cười gằn. Huyền đạo tử, tu vi ngươi cao hơn Hàn Mỗ, Hàn Mỗ không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi muốn giết ta rất đơn giản, nhưng ngươi dám sao? Ngươi dám đả thương Hàn Mỗ một cọng tóc sao? Hàn Thanh Lôi gầm nhẹ, khí thế trên người ầm ầm nổi lên, so với khí khi ở Như Phong giới còn mạnh hơn, mơ hồ đã đến gần trình độ có thể uy hiếp được chuẩn đạo. Chỉ cần đột phá một lần nữa, hắn cũng không hẳn là không thể chiến đấu một trận với chuẩn đạo. Đệ bát sơn hải này, Hàn Mỗ muốn đi chỗ nào còn cần phải hỏi ý kiến của ngươi sao? Hàn Thanh Lôi vung tay áo, ngồi xuống chiếc ghế sừng trắng. Sắc mặt Huyền đạo tử trở nên âm trầm. Thân phận Hàn Thanh Lôi tại Đệ Bát Sơn Hải rất đặc thù. Hắn quả thực là không muốn tranh chấp cùng Hàn Thanh Lôi, nhưng mà tầm quan trọng của Mạnh Hạo quá lớn đối với hắn, hắn không thể sơ suất. Huyền đạo tử trần chờ một chút, rồi như nghĩ tới điều gì đó, liền nhìn xuống mặt đất phía xa, ôm quyền cúi đầu. Mời chu sư tương trợ. Huyền đạo tử cúi đầu thật sâu, vẻ mặt vô cùng thành khẩn. Ta cùng với Hắc Hồn lão tổ quen biết thân thiết, cùng với Hồng Trần còn hơn thế. Ba người chúng ta cùng giết Mạnh Hạo, hiện tại bọn họ đều đã bị hại, chỉ còn lại một mình ta. Ta thề nhất định phải bảo phải tìm được Mạnh Hạo, giết chết hắn báo thù cho Hắc Hồn cùng với Hồng Trần. Thanh âm Huyền đạo tử vô cùng thành khẩn, chữ chữ đều rất xúc động. Ở trên mặt đất, lão già thiên thần đạo nghe vậy chỉ hơi trầm ngâm một chút, rồi lập tức gật đầu, tay phải nâng lên bấm quyết, hai mắt khép hờ hiện ra tia máu lóng lánh. Mạnh Hạo bên cạnh Hàn Thanh Lôi vẻ mặt như thường, nhưng mà trong lòng luôn cảnh giác nhìn lão già thiên thần đạo dưới mặt đất. Rất nhanh, tay phải lão già liền buông xuống, hờ hững lên tiếng.
Thú vị. Hắn đã phát hiện ra pháp thuật truy tìm của lão phu, nên dùng cái phương pháp phân ra chạy trốn. Hiện tại đã không còn ở trong này nữa, mà đã ra bên ngoài. Lão già vừa dứt lời, Mạnh Hạo liền thầm thở phào nhẹ nhõm. Hàn Thanh Lôi hừ lạnh một tiếng, tiếp tục bay về phía trước. Trên thực tế vừa rồi hắn đã cũng rất khẩn trương. Hắn cũng không ngờ rằng màn sương mù lại đột nhiên biến mất, khiến cho hành động rời đi của bọn họ bị lộ ra. Huyền đạo tử thầm thở dài, nhường đường, tùy ý để Hàn Thanh Lôi từ bên cạnh bay qua, chạy thẳng tới cửa ra. Tên Mạnh Hạo này rất là gian trá giả hoạt. Lần này trốn thoát muốn tìm được hắn sẽ không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa nếu choán ta thời gian, tu vi khôi phục lại thì một mình ta cũng không dễ làm. Nhưng mà chuyện này thì không thể nói cho những người khác biết. Huyền đạo tử nhíu mày, ánh mắt vô tình rơi vào sau lưng Hàn Thanh Lôi, cũng nhìn thấy những tùy tùng theo sau Hàn Thanh Lôi kia. Vốn hắn cũng không có để ý. Đối với lời nói của Chu lão sư già thiên thần đạo kia, hắn cũng không có chút nào nghi ngờ. Chỉ là chỉ cần Chu sư nói, nhất định chính là sự thật. Trong khi ánh mắt quán nhìn tới thân ảnh mơ hồ của một tên tùy tùng bên cạnh Hàn Thanh Lôi, đột nhiên căn nguyên quán bất ngờ chấn động một cái. Cho dù chỉ là rất nhỏ thôi, nhưng mà cũng đủ đến khiến hai mắt Huyền đạo tử trợn tròn. Trong lòng âm âm chấn động, hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức cất bước đuổi theo và giống lớn. Không thể rời đi, người hạ xuống cho ta. Hắn vừa dứt lời, tay phải liền đưa ra, ở trong tiếng đổ vang, khí tức hắn phát ra hóa thành một bàn tay, không phải là chộp tới Hàn Thanh Lôi, mà là chộp tới Mạnh Hạo bên cạnh Hàn Thanh Lôi. Mạnh Hạo nhíu mày, lão già thiên thần đạo không thể nhận ra hắn, nhưng mà Huyền đạo tử lại tìm được. Chuyện này có vẻ rất quỷ dị, cũng khiến cho Mạnh Hạo nghĩ tới, vì sao hắc hồn lão tổ đã chết, mà Huyền đạo tử vẫn điên cuồng đuổi giết mình. Phương diện này có vấn đề. Mạnh Hạo thầm thở dài, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển trăm ngàn ý nghĩ, rồi đột nhiên bạo phát. Hắn phát ra một tràng cười lạnh lẽo, dứt khoát tháo ra vòng tay, thân ảnh lập tức hiện lộ. Hàn Thanh Lôi biến sắc, chợt xoay người nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, là ngươi, chết tiệt, không ngờ ngươi lại giả dạng thành tùy tùng của ta. Hàn Thanh Lôi giống to, bất ngờ nhanh chân tiến tới một bước, trường về phía Mạnh Hạo. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ ầm ầm phát ra, phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Trước khi công kích của Huyền đạo tử tới nơi, thì trên người Mạnh Hạo đã truyền ra một tiếng ầm, phun ra một ngụm máu tươi. Mạnh Hạo ra vẻ cưỡng ép thường thế, nương theo cỗ lực lượng này mà nhoáng lên một cái bay đi ra. Hàn Thanh Lôi, Mạnh Hạo ta cùng ngươi không chết không thôi. Mạnh Hạo hét lớn một tiếng rồi nhanh chóng bay đi. Hàn Thanh Lôi. Huyền đạo tử phẫn nộ nhìn Hàn Thanh Lôi. Hành động qua mắt Mạnh Hạo cùng Hàn Thanh Lôi rất rõ ràng. Hàn Thanh Lôi chớp chớp mắt, cũng lười để ý đến. Các vị đạo hữu, rút tôi bắt người này, cam quyết của Huyền đạo tử ta trước đó vẫn có giá trị như cũ. Huyền đạo tử vừa đuổi theo Mạnh Hạo vừa truyền ra âm thanh. Lập tức có không ít tu sĩ thiên thần liên minh ở xung quanh bay ra ngăn cản Mạnh Hạo. Ở trong đó có hai tên bất ngờ cũng là đạo cảnh. Chỉ có điều không phải là đạo chủ, mà là đạo cảnh nhị nguyệt. Mạnh Hạo xuất hiện cũng khiến cho lão giả thiên thần kia ngẩn ra, lộ vẻ ngạc nhiên. Sau khi cẩn thận nhìn Mạnh Hạo, ở trong mắt hiện lộ ra vẻ hiểu rõ. Quả thực là một người tàn nhẫn, quyết đoán. Lão già lẩm bẩm. Thấy phía trước có nhiều người ngăn cản, hai tên đạo cảnh nhị nguyên kia lại không thể nào dứt ra trong thời gian. Phía sau cũng có Huyền đạo tử khi thế hung hăng đánh tới. Chỉ cần Mạnh Hạo hơi dừng lại, sẽ lập tức rơi vào vây công. Mà xung quanh cũng có không ít người đang lạnh lùng nhìn lại đây. Gần như là cả cục diện chạy trời không khỏi nắng. Ngay một sát na này, một dị biến kinh thế hãi tục tại phiến thế giới mai táng này chợt nổi lên. Cả thế giới nổ vang chấn động. Bầu trời xám cho trong chớp mắt nổi lên mây mù quần quần. Mặt đất chấn động như có địa long vùng vẫy. Thiên địa lắc lư, đất rung núi lở. Tấm bia mộ đứng sừng sững ở trung tâm thế giới, ở trong chớp mắt này dường như là nghiêng về một phía. Phần đất ở dưới bia mộ lập tức truyền ra, vậy mà nổ như sấm rền. Uỳnh một tiếng,
Tiếng nổ thứ nhất vang lên, gần như tất cả mọi người bao gồm cả Mạnh Hạo trong đó, đầu óc liền trở nên ong ong chấn động, giống như là thanh âm này xuyên thẳng vào trong tâm thần của người ta vậy. Toàn bộ tu sĩ cổ cảnh vào giờ khắc này đều phun ra máu tươi, trở nên hoảng sợ. Máu huyết trong người Hàn Thanh Lôi sôi trào. Hắn đứng ở giữa không trung hít sâu một hơi, tất cả thân ảnh mơ hồ xung quanh hắn cũng đều bị cưỡng ép bước ra. Đạo cảnh còn tốt hơn một chút, chỉ bị chấn động tâm thần, không tràn ra máu tươi. Nhưng mà rất nhanh, tiếng nổ thứ hai lại vang lên, so với tiếng thứ nhất còn kinh khủng hơn nhiều. Uỳnh một tiếng, theo tiếng nổ vang truyền ra, từ đạo chủ trở xuống, toàn bộ đều phun ra máu tươi. Thân thể Mạnh Hạo chấn động, khóe miệng trào máu. Cảnh giới đạo chủ thì sắc mặt tái nhợt, tâm thần chấn động không ngừng. Về phần hai tên đạo cảnh nhị nguyên muốn ngăn cản Mạnh Hạo kia, thời khắc này đều hộc ra máu tươi, sắc mặt đại biến, rồi không quản Mạnh Hạo nữa, chăm chú nhìn xuống mặt đất. Chỉ thấy phần đất dưới bia mộ lúc này nứt ra một cái khe lớn. Hai tiếng nổ vang ra chính là từ cái khe nứt này truyền tới. Ngay sau đó là tiếng nổ vang ngập trời thứ ba truyền ra, tựa như có một người khổng lồ đang đứng ở trước mặt đất gầm thét, khiến cho mặt đất chấn động quần quận, khiến cho bầu trời thất sắc vậy. Tiếng nổ này vừa truyền, Huyền đạo tử liền phun ra máu tươi, tỏ ra hoảng sợ. Cửu Phong, lão phu truyền nguyên rủa ngươi chết không được tử tế, nguyên rủa tất cả sinh linh tiên giới các ngươi đoạn tuyệt huyết mạch. Ngươi có thể phá hủy thân ta, nhưng mà không thể nào dập tắt hồn hỏa của ta. Lão phu, hồn của lão phu không phải đạp thiên viên mãn không thể diệt. Ngươi chỉ là thân thể đạp thiên, tu vi còn kém nửa bước, chỉ có thể trấn áp lão phu, nhưng lại không thể diệt nổi ta. Một thanh âm già nua mang theo vô tận điên cuồng và oán độc truyền ra, khiến cho toàn bộ thiên địa trở nên lu mờ, không ngừng chấn động lắc lư. Mơ hồ, từ bên trong khe nứt kia bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. Ánh sáng này là màu lam, ở trong phút chốc liền tràn ngập cả thế giới. Giống như là thứ mai táng nơi đây không phải là một tu sĩ, mà là một vầng mặt trời vậy. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động, trong chớp mắt, ánh mắt hắn chợt chấn động liên tục 9 lần. Sau 9 lần, lực lượng La Thiên Đạo Tiên trong cơ thể lập tức tràn vào trong mắt. Vừa nhìn kỹ cảnh tượng phát sinh, đồng tử hắn chợt co rụt lại. Hắn bất ngờ thấy được lòng đất dưới mộ kia, không ngờ thực sự có một vầng mặt trời màu lam. Mặt trời này khiến cho thần thức Mạnh Hạo nhấc lên sóng gió ngập trời. Chẳng biết tại sao trong đầu hắn chợt hiện lên một hình ảnh đã từng thấy được. Ở trong hình ảnh kia có 9 mặt trời đang kéo một đại lục, là một pho tượng to lớn quét ngang tinh không. Một vầng mặt trời trong đó chính là vầng mặt trời hắn thấy lúc này, giống nhau như đúc. Tâm thần Huyền đạo tử chấn động, máu tươi phun ra. Thời khắc này hắn muốn đuổi giết Mạnh Hạo, nhưng mà lại phát hiện mình không làm được. Thân thể hắn không ngờ bị cố định lại giữa không trung, không thể di động một chút nào. Nhưng hai mắt hắn lại tràn ngập kích động nhìn về khe nứt kia. Ở trong đầu hắn thời khắc này đã sớm sôi trào. Đạo nguyên cảnh quả nhiên tồn tại. Đạo nguyên hết thảy nguyên điểm của đạo. Ta đã từng đọc qua một quyển sách cổ có miêu tả một đoạn ngắn. Người có 9 đạo căn nguyên được xưng là chí tôn. Cảnh giới này có thể so với Bỉ Ngạn đại thiên tôn, có thể so với Bỉ Ngạn đạo thần tầng 9. Mà đạo nguyên cảnh của tiên giới ta truy tìm không phải là từ cảnh giới đạo cảnh khuếch trương vô hạn ra bên ngoài, cũng không phải là tìm một con đường khác, mà là hướng vào bên trong, không ngừng tìm kiếm căn nguyên của đạo. Loại đạo hướng ra bên ngoài khuếch trương vô hạn chính là Bỉ Ngạn đạo vô nhai. Loại đạo từ cảnh giới này nhảy ra đi một con đường khác chính là Bỉ Ngạn đạo đạp thiên. Thân thể Huyền đạo tử run rẩy, trong mắt hắn lộ ra khát vọng và điên cuồng vô tận. Hắn hiểu rõ, hoàn toàn hiểu rõ được, thậm chí có thể nói nhìn khắp sơn hải giới, người có thể cảm ngộ hiểu rõ được như hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù hắn không thể nhúc nhích, nhưng mà cũng không phải là chỉ có hắn như vậy. Thời khắc này gần như tất cả mọi người ở nơi này đều như vậy, cho dù là Mạnh Hạo cũng không thể nhúc nhích nửa điểm. Mà người duy nhất không chịu ảnh hưởng mãnh liệt như vậy ở nơi này cũng chỉ có một người, chính là lão già thiên thần đạo kia. Bỉ Ngạn đại thiên tôn. Ánh mắt lão già sáng ngời, lẩm bẩm nói nhỏ. Cũng vào khoảnh khắc cả thế giới nổ vang,
thì đột nhiên trong ánh sáng cái khe ở phía dưới bia mộ kia chợt biến mất. Cùng lúc đó, một cỗ lực hút kinh người không tưởng tượng nổi bất chợt xuất hiện. Lực hút này mạnh mẽ như cuốn nuốt cả thiên địa vào trong, khiến cho thiên địa có phút chốc thất sắc, bầu trời nổ vang, tựa như là bị hút xuống vậy, mà đất chấn động dữ dội. Sắc mặt lão già Thiên Thần Đạo đại biến, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, hai tay bấm quyết, bất ngờ có năm đạo căn nguyên từ chân ngắn bạo phát ra, cưỡng ép ngăn cản bị hút đi. Ở nơi này cũng chỉ có hắn có tư cách làm được điểm này, tất cả những người khác đều không cách nào có thể khống chế thân thể. Âm một tiếng, từng người lập tức hóa thành cầu vồng, bị khe nứt phía dưới bộ phần trực tiếp hút vào. Những người bị hút vào là trước tiên là những tu sĩ tiên cảnh cùng với cổ cảnh, sau đó là Hàn Thanh Lôi, ngay sau đó là hai tên cường giả đạo cảnh kia, cho dù Huyền Đạo Từ cũng đều không thể tránh khỏi bị hút thẳng tới khe nứt. Thân thể Mạnh Hạo run lên, hắn không thể khống chế thân thể, dưới lực hút không tưởng tượng nổi của khe nứt lập tức hóa thành một luồng cầu vồng bị cắn hút vào bên trong. Nhưng mà trong nháy mắt khi Mạnh Hạo bị khe nứt hút đi, không có bất cứ người nào chú ý tới. Tại cách đó không xa, có một thân ảnh mơ hồ, hai mắt đỏ ngầu mang theo vẻ tham lam cũng chạy ra, tốc độ cực nhanh khó có thể hình dung được. Ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo bị nuốt vào, nó đang ngay ở gần kề Mạnh Hạo, rồi dường như là không để cho Mạnh Hạo có chút cơ hội phản ứng nào, nó trực tiếp nhào tới người Mạnh Hạo. Trong nháy mắt, nó liền chui vào, hòa làm một thể với Mạnh Hạo. Thân ảnh mơ hồ này vì quá mức mong đợi cùng với kích động mà không hề phát hiện ra, trong nháy mắt nó hòa một thể với Mạnh Hạo kia, thì trong mắt Mạnh Hạo lộ ra một tia sáng kỳ dị. Thân thể Mạnh Hạo chấn động, biến mất trong khe nứt. Giờ khắc này lực hút của khe nứt lại càng thêm cuồng bạo, khiến cho lão già Thiên Thần Đạo, người duy nhất trên phiến thế giới này còn là chưa bị hút vào, lúc này thân thể run lên, không cách nào khống chế, cũng bị chậm rãi kéo về phía khe nứt. Lão già Thiên Thần Đạo càng ngày càng bị lực hút ngập trời kéo đến. Thân đã đạo tôn ngũ nguyên, có năm đạo căn nguyên, tu vi cường hãn, thời khắc nán ngửa mặt lên trời giống lên, toàn thân tràn ra máu tươi, máu tươi quán bất ngờ hợp lại chung tạo thành một chữ đạo to lớn. Chữ này vừa xuất hiện dường như là cung cấp cho lão già vô tận lực lượng, khiến cho hắn miễn cưỡng đối kháng được với lực hút kia, nhưng mà cũng không thể hoàn toàn ngăn được lực hút, thân thể vẫn tiếp tục bị kéo đến gần khe nứt. Chỉ có điều tốc độ chậm hơn nhiều, cho đến khi hắn chỉ còn cách khe nứt không được 10 trượng, một tiếng thở dài phẫn nộ từ trong khe nứt chợt vang lên, rồi ầm một tiếng, lực hút biến mất, khe nứt trên mặt đất mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng khép lại. Gần như khi lực hút biến mất, lão già Thiên Thần Đạo liền phun ra máu tươi, tóc tai bù xù, trông vô cùng chật vật. Ở trên thân thể hắn máu thịt bầy nhầy, tù vì hắn có thể miễn cưỡng đối kháng với lực hút, nhưng mà thân thể lại không cách nào có thể chống cự, máu thịt bị tách rời không ít. Bỉ Ngạn Đại Thiên Tôn có thể so với Chí Tôn trong truyền thuyết, nếu hắn ở trạng thái hoàn chỉnh thì chỉ cái chớp mắt cũng có thể giết chết ta. Hiện tại thân thể không còn, chỉ còn lại hồn phách bất diệt bị trấn áp tại đây, nên ta mới có cơ hội tránh khỏi một kiếp. Sắc mặt lão già còn lưu lại vẻ hoảng sợ, không chần chờ chút nào phóng thẳng lên bầu trời, trong nháy mắt đã lao tới cửa ra. Theo lão già ra ngoài, dần dần là có tu sĩ Thiên Thần Đến Minh mới đến mạo hiểm tiến vào nơi này tìm kiếm cơ duyên. Mà phía dưới phần mộ này lại có một cung điện. Xung quanh địa cung thông suốt, phạm vi không nhỏ, tất cả tu sĩ bị hút vào cũng không phải đều cùng một chỗ, mà là phân tán trong địa cung này. Có người hôn mê, có người thì vẫn giữ được thanh tỉnh. Mạnh Hạo hôn mê tựa như đã tử vong vậy, hắn ngã xuống một chỗ bên trong thiên điện của tòa cung điện. Thiên điện này không lớn, vách tường xung quanh điêu khắc vô số đồ án, chính giữa đặt một chiếc quan tài không có nắp, ở bên trong có xương trắng đồng đậm lấp đầy quan tài, thỉnh thoảng đã có một tia sáng, tia sương mù chảy ra rơi xuống đất khuếch tán. Toàn bộ thiên điện này rất yên tĩnh, mà nằm một chỗ này cũng không phải chỉ có Mạnh Hạo, mà còn có một tên cường giả cổ cảnh đang hôn mê bên cạnh nữa. Rất nhanh, thân thể tu sĩ cổ cảnh kia run lên, mở mắt ra. Hắn lập tức tản ra thần thức cảnh giác xung quanh. Hồi lâu sau, khi đã xác định không có nguy hiểm gì, hắn mới chậm rãi đứng lên, ngơ ngác nhìn bốn phía, vẻ mặt vừa tỏa ra rung động vừa khủng khiếp. Hắn nhớ lại một màn bị hút vào lúc trước,
liền biết rằng hẳn là mình đang ở bên trong mộ phần, tóc gáy dựng ngược, đang quan sát xung quanh. Rồi bỗng nhiên cặp mắt hắn rụt lại, ánh mắt rơi vào người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo. Tên tu sĩ cổ cảnh kinh hãi, lập tức lui về sau, vừa nhìn chằm chằm Mạnh Hạo vừa cẩn thận tìm cửa ra. Sau một lúc lâu, khi hắn tìm được cánh cửa thấp ra khỏi nơi này, đang định rời đi, thì bỗng nhiên hắn lại tỏ ra chần chờ quay đầu lại nhìn Mạnh Hạo. Hắn vẫn chưa tỉnh lại. Tên tu sĩ này hung hăng nghiến răng, tay phải đột nhiên nâng lên, bắn ra một thanh phi kiếm lao thẳng tới Mạnh Hạo, trong nháy mắt liền đâm vào đầu Mạnh Hạo. Máu tươi chảy xuống. Từ đầu đến cuối, Mạnh Hạo đều không có nhúc nhích, giống như người chết vậy. Ngay cả tên tu sĩ này cũng không ngờ lại thuận lợi như vậy. Hắn hơi sừng sốt, sau đó ánh mắt điên vui mừng như điên. Hắn đã chết rồi. Lúc trước thương thế của hắn rất nặng, sau khi bị hút vào nơi này thương thế lại tăng thêm, nhưng khả năng tử vong cũng không lớn mới đúng chứ. Tu sĩ này lại cẩn thận không chế phi kiếm, chém một nhát lên cổ Mạnh Hạo. Rắc một tiếng, máu tươi phun ra, đầu cùng thân thể Mạnh Hạo trực tiếp tách rời. Một màn này khiến tên tu sĩ này hít thở không thông, rồi không chần chờ nữa, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Hôm nay Lưu Mỗ gặp đại vận rồi, người này đã chết, túi chứa vật quán chắc là của ta. Nội tâm tên tu sĩ tràn ngập kích động, ở trong nhắm mắt đã tới gần, tay phải nâng lên bắt tới túi chứa vật của Mạnh Hạo. Nhưng ngay khi tay hắn vừa chạm vào túi chứa vật của Mạnh Hạo, một cỗ nguy cơ mãnh liệt không cách nào hình dung chợt ầm ầm nổ tung trong đầu hắn. Lúc này lông tơ hắn dựng đứng, vẻ mặt hoảng sợ, thân thể cứng đờ, nhìn tay phải Mạnh Hạo đột nhiên run rẩy nâng lên bắt được cánh tay của mình. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào anh em.